Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con người sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng đều được đại cát đại lợi, nhưng mà cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì chúng ta mới có cơ may giàu có lên. Và trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 6 âm lịch này sẽ có những cái chuyển biến như thế nào, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 6 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này đã gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 6 âm lịch này. Và sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần kính nể. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình thì xin mời tất cả quý vị chúng ta đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch này. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống của mình, có uy quyền và địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người và có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng và địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm kiên cường và họ cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc và dễ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Tháng này sự nghiệp của những người tuổi Thìn sinh năm 1964 phát triển khá là lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự để mình vào rắc rối. Bên cạnh đó thì vận trình tài lộc của bạn cũng không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mẽ mà lại còn có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống của mình. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn, và nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt, tài lộc nhất định sẽ đến, cơ hội đang chờ đợi bạn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong tháng này của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông và nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt thì chúng ta không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều, bạn phải làm tăng ca liên tục. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân mình đang ở đâu và có ưu thế gì, cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên đôi khi những gia chủ tuổi Giáp Thìn lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực của mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động,
chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi vì khi cơ thể mệt mỏi thì cho dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này thì tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu, dẫn đến tình trạng hao tài, cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Giáp Thìn khá ổn định, gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Giáp Thìn không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho những người tuổi Giáp Thìn nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể bạn sẽ được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra thì việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi 1964 trong tháng 6 âm lịch này. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đồng thời cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất của kênh. Và trước khi quý vị rời đi thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật được những kiến thức mới nhất của kênh. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại!